Nhiều người mong ước thành đại gia, nhiều người mong ước thành đại ca. Em thì không thế, em là thợ xây. La 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 la. Đây là cầu em xây, em là thợ xây cầu. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít, thợ xây cầu chính hiệu của Việt Nam các bạn ạ. Và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Poly Bride, có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục xây cầu và mình sẽ tiếp tục à không không phải phá nha, mình sẽ tiếp tục xây những cái cầu để cho những người dân có thể đi qua đường. Và mình sẽ không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ cùng let's go. Ok các bạn ơi, thì ở đây chúng ta chỉ còn hai màn nữa thôi, thì mình sẽ chơi hai màn ở bên đây và mình sẽ chơi thêm hai màn ở bên đây nữa. Ok, bởi vì mỗi tập mình sẽ chơi hai màn đấy, à mình sẽ chơi bốn màn đấy. À, thế là mình đã chơi được 12 màn rồi, đây sẽ là màn thứ 13. Ok, ở màn thứ 14 à? Ok, let's go. Ok, cái màn này nhìn có vẻ khó đấy các bạn ạ. Mình sẽ bắt đầu xây nhá. Đầu tiên là chắc là sẽ là tìm một cái đường để đi qua như này thôi. Đây. Bây giờ mình sẽ các bạn thấy là ở đây nó có mấy cột đá này, mấy cột đá nó rất là chắc, nó chắc hơn cả mấy cái thép luôn. Vì thế mà bây giờ mình sẽ xây nó theo một cái phong cách rất là hôi nách. Đấy, mình sẽ xây cho bạn xem. Đấy, mình nghĩ là màn này mình sẽ không tốn tiền luôn đấy. À, mình sẽ không bị hao hụt ngân quỹ của nhà nước. Thì tập trước có nhiều bạn hỏi mình là tại sao anh lại không hao hụt ngân quỹ của nhà nước thế? Bởi vì hao hụt ngân quỹ nhà nước cũng có sao đâu. Mình thấy là căn bản là mình thấy là mình không thích hao hụt lắm, cho nên là mình không hao hụt thôi. Chứ nếu mà mình thích thì mình vẫn có thể hao hụt được, nhưng mà mình không thích. Mình đùa đấy các bạn ạ. Ok. 7.900 này. Rồi, bây mình sẽ lấy hai cái sợi dây này. Mình để vào đây. Ủa sao cái dây này ngắn thế? Ủa sao cái dòng dọc ngắn thế? Ở đây. Đây các bạn ơi, mình sẽ kéo lùi vào đây một chút nhá. Ok. Đấy, kéo vào đây một chút. Ok, và bây giờ sẽ là tới bên đây. Đây, sẽ là kéo vào đây một chút. Ôi, quá tiền rồi. Không sao. Quá một chút chắc không sao đâu nhỉ. Bây giờ mình sẽ thử đi, quan trọng là phải đi được. Đó. À chết chết, quên quên quên. Mình phải ok, mở cái này ra đã. Rồi, let's go. Hai cái xe lận cơ các bạn ơi, không phải một cái đâu. Rồi. Đây ạ. Cái what the hell? Ủa sao nó không kéo được à? Đợi một chút mình phải chỉnh sửa lại đã. Tự nhiên nó bị cái gì rồi đấy. Đúng là đừng để cho Vũ lên xây cầu các bạn ạ. Vãi trưởng. Ok các bạn. Thì bây giờ đây đây chính là cái công thức cuối cùng của mình. Mặc dù nó vẫn dư các bạn ạ. Nó chỉ dư 85 đô thôi. Tuy nhiên là mình đã gọi là suy nghĩ nát cả óc rồi. Và mình quyết định là đưa ra đây sẽ là cái suy nghĩ cuối cùng và đây sẽ là cái lựa chọn cuối cùng của mình. Và let's go. Mình không hiểu tại sao cái thanh cầu bây giờ thì nó chuyển qua màu xanh các bạn ạ. Đó, qua rồi nè. Bây sẽ có một chiếc xe quay trở lại. Ok, mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bây giờ mình xóa hai cái này đi thì sao nhỉ? Để mình thử xóa hai này đi để cho đỡ tiết kiệm thôi mà. Ok, qua không? Hình như vẫn qua đấy các bạn ơi. Vậy là mình vẫn có thể tiết kiệm được tiền. Đừng gãy nha, đừng gãy nha, đừng gãy nha. Yes. Vậy là không cần xây ở dưới, chỉ cần xây ở trên thôi là chúng ta vẫn có thể tiết kiệm được 1.000 đô la ngân sách của nhà nước. Quá tuyệt vời. Vãi, cái màn gì thế này? Mình vẫn chưa tưởng tượng là cái màn này sẽ như thế nào ấy. Nghĩa là đây là cái A1 này, đây là cái A2 này. Có nghĩa là cái A2 thì nó sẽ đi qua đây, còn cái A1 thì nó sẽ đi qua đây. Ok. Rồi mình sẽ bắt đầu xây. Mình nghĩ là mình sẽ xây vừa đủ đây, như thế này nó sẽ có thể cái này có thể qua được đây đấy các bạn. Ok, mình sẽ xây ở bên trên, mình sẽ xây như này, như này. Chắc là sẽ như thế này nhỉ. Mình sẽ xây cho nó đủ điều kiện để nó đi xuống dưới đây này. Đây, như này nó có thể đi xuống dưới đây được. Ok, vậy mình sẽ nối hai cái này với nhau. Mình sẽ nối hai cái đầu này lại với nhau. Mình nghĩ là mình cần nối hai cái đầu này lại với nhau như này. Mình cần có một cái dòng dọc để nối mấy cái này lại. Như thế này. Như thế này. Như thế này. Và rồi ok, tới rồi. Này cũng tới nè. Và trên này với dưới này nữa. Thế này có ok không nhỉ mọi người nhỉ? Mình vẫn sợ là nó sẽ không đủ quá. Mình có 12.000 mà nãy giờ mình chỉ xài hết 5.000 thôi. Đây. Thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Sai mà không biết nói sai ở chỗ nào. Ok. Chắc cái này. Rồi. Chắc mình cần phải chống càng nhiều càng tốt. Mình nghĩ là như vậy. Ok. Và đây. Trên đây. Đây. Các bạn thấy có sai sai không? Mình thấy nó cứ sai sai nào ấy, mình không biết nó sai ở chỗ nào. Cái này được chưa nhỉ?
mới có 9.800 rồi, chắc là mình sẽ cố gắng bỏ thêm một ít nữa vào cho nó vừa đủ luôn. Đây và đây rồi, đây và rồi, mình nghĩ thế này là đủ. Bây giờ mình sẽ chạy thử xem có được không nhá. Let's go. Cái này bị vướng rồi. Vậy là một cái có thể qua được, còn một cái thì vẫn đang bị vướng các bạn ạ. Bây giờ mình thậm chí là mình có thể xóa cái này đi luôn. Để mình thử xóa cái này đi nhá. Xóa cái này luôn. Vậy là mình cũng không tốn nhiều ngân sách của nhà nước luôn. Mình chỉ tốn 10.000 thôi. Để mình thử chạy thử nào. Nó bị lộn các bạn ơi. Vậy là vẫn phải cần một cái để cho đi xuống xuống một chút. Nhưng mà chỉ hơi hơi thôi. Thế này mình nghĩ là đủ này. Ok, các bạn hãy nhìn đây. Đây là cái phong, đây là cái cây cầu một lần duy nhất đi của mình. Mình sẽ cho các bạn xem đây là cái cầu duy nhất một lần đi thôi và không thể đi lần thứ hai. Cái lý do tại sao các bạn sẽ xem và sẽ biết. Let's go. Thành công và không vượt quá chỉ tiêu của nhà nước các bạn ơi. Tuy nhiên là nó sập con ngựa luôn rồi, vãi chưởng. Ok, mình làm lại để xem là nó bị gãy hay không nhá. Bởi vì vừa nãy như mình nhớ là mình chưa có móc nối hết hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ móc nối hết. Nó vẫn chưa quá cái số tiền của nhà nước đề ra cho nên là mình nghĩ là vẫn ok. Ồ, vẫn sập thôi các bạn ơi. Thôi, khó quá, bỏ qua. Ok, bây giờ chúng ta đang có mặt ở màn sa mạc các bạn ơi. Đang có mặt ở màn sa mạc. 48.000 hình như ở cái màn này chúng ta sẽ được nhiều tiền hơn hay sao ấy. Mình nghĩ là màn này sẽ dễ thôi. Đấy là suy nghĩ của mình nhá. Mình suy nghĩ là cái màn nó dễ hơn, nhưng mà mình không biết là nó có dễ hơn thật hay không. Ok, để cho cái này lên cao hơn một chút nữa. Đó, thế vậy. Ủa không tới nè. Vậy mình sẽ cho lên cao và chia chia về phía này nữa. Rồi, thế này. Thế này. Nó không có chéo tới nhau luôn này các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ làm mấy cái cầu như thế này ấy, thì nó cũng hơi bị tốn. Không tới nữa này các bạn. Khó ta. Rồi tới rồi. Ủa vẫn không tới. Vãi trường. Ok, mình sẽ phải để một cái như thế này đây. Ok, lần này chỉ tốn có 31.440 thôi các bạn ạ. Mình dư tới tận 17.000 để mang về cho vợ con. Mà không biết là có phải vượt qua được hay không. Mà mình thấy cái chỗ này nó hơi bị ngắn đấy các bạn. Mình nghĩ là mình nên thế này đi. Và ok, thế này cho chắc. Ok, let's go. Đừng sập nha. Hóa ra là không thể nào dư quá nhiều tiền để mang về cho vợ con này các bạn ạ. Ok, mình đã quay trở lại đây. Các bạn thấy là ở đây mình đã xây cho nó dày hơn một chút rồi. Và mình hy vọng nó sẽ không bị đổ. Và nếu mà bên đây không bị đổ thì mình nghĩ là bên đây sẽ bị đổ. Và nếu bên đây bị đổ thì mình sẽ xây thêm. Còn nếu không thì mình có thể cầm được đút túi được 10.000 đô mang về. Ok, let's go. Đừng đổ nha. Rồi. Lần này mình càng ngày càng chuyên nghiệp các bạn ạ. Lương càng ngày càng cao rồi. Bòn rút công trình càng ngày càng được nhiều tiền rồi. Mà mình không hiểu tại sao bây giờ mấy cái thanh cầu ấy chuyển lên qua màu xanh lá cây các bạn ạ. Vãi trưởng. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn tiếp theo các bạn ạ. Màn này nó có tàu rồi các bạn. Mình nghĩ là màn này sẽ khó. Được, nhưng mà cái công việc đầu tiên của mỗi lần ấy là các bạn đều phải cho mấy cái đường nó qua đã. Để mình chỉnh lại cái đường cho đẹp đã. Ok. Đầu tiên là đây là công việc đầu tiên của mỗi người để cần phải làm rồi. Bây giờ mình sẽ phải xây sao cho nó đẹp đã. Mình đã hết cầu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thực sự là mình cực kỳ ghét xây mấy cái này luôn đấy các bạn. Đây. Mình phải cho lùn lùn thế này mới phù hợp này. Ok. Mình sẽ xây sao cho nó đẹp nhất.
mà nó không kéo được hết này, mình phải xây theo cái kiểu này các bạn ạ. Ở màn này chúng ta có 32.000, mình hy vọng là mình có thể lấy được về nhiều nhất có thể, giống như là cái màn trước. Màn trước mình đã lấy được rất là nhiều rồi và hy vọng là màn này có thể lấy được nhiều như vậy. Đấy, mình sẽ xây hai bên nó như thế này. Các bạn thấy hợp lý chưa? Đấy, quá hợp lý. Này, này, này. Tới không ta? Không tới là sao nhỉ? Kéo hết cỡ. Tới, ok. Ở dưới thì tạm thời mình sẽ làm như này nhá. Mình phải quay kín nó lại thì nó mới đủ độ cứng. Chứ bây giờ mình không quay kín lại thì nó không cứng đủ độ. À, nó không đủ độ cứng đâu. Ok, và chắc là cái đoạn này mình sẽ skip qua để cho các bạn xem cho nó tiện. Chứ bây giờ mình cứ ngồi mình xây mà mình lại nhái này thì chắc là nhiều bạn sẽ không thích. Ok, mình sẽ skip qua đoạn này nhá. Mình nhìn nó cứ sao sao các bạn, mình đang lo lắng không biết là nó có thành công nữa hay không. Và mình vẫn về chỉ biết hy vọng chứ biết sao giờ các bạn. Mình sẽ kéo, mình nghĩ là phải kéo hết mức về phía này này. Nó mới có thể được, ok. Có gì sai sót thì mình sẽ chỉnh sửa sau. Let's go. Ôi. Chắc mình sẽ phải chỉnh sửa một chút về cái đoạn đầu này. Với cả là mình sẽ chỉnh sửa về cái kéo nữa là ok, mình nghĩ là vậy. Mình phải chỉnh sửa một chút về cái kéo nữa, nên là chắc là sẽ xong. Ok, thì sau một hồi suy nghĩ thì bây giờ mình thấy là mình kéo nãy giờ đấy nó cứ bị nứt ở, nó cứ bị gọi là sập đấy, cho nên là mình đã quyết định là bỏ mấy cái ở dưới đi để cho đỡ nặng rồi. Bây giờ mình sẽ thử xem nó thế nào nhá, hy vọng là sẽ được. Ok, let's go. Như là thấy là bây giờ nó kéo lên rất là dễ dàng. Đó. Rồi, tàu qua luôn. Ngon. Và qua rồi, chắc chắn là qua rồi đúng không anh em? Hình như ở phía sau của nó, mình nghĩ là cần phải thêm một chút nữa ở phía sau. Mình thử cho bên tay phải đây là thêm mấy cây thép để xem thế nào. 24.249, vậy là mình có thể xách được 8.000 mang về cho vợ con các bạn ạ. Ok, let's go. Đó, có vẻ được. Ủa mà mình không hiểu tại sao bây giờ cái thanh đầu nó thành màu vàng như hồi đấy nó là màu xanh rồi, sao bây giờ nó thành màu vàng rồi. Qua được hay không đây, qua được hay không đây. Mình thấy có dấu hiệu của sự qua được các bạn ạ. Yes, thành công, vãi trưởng. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.